Top 12 nhà vô địch Úc mở rộng phần 2, Andre Agassi, với 4 chức vô địch tại Úc mở rộng, anh cũng là vận động viên duy nhất trong kỷ nguyên mở rộng đã đoạt tất cả các giải Grand Slam đơn, Cúp Tennis Masters, đoạt Cúp David và huy chương vàng Thế vận hội. Daphne Akers-Kosen là cựu nữ vận động viên người Úc. Kể từ năm 1934, với 4 chức vô địch tại Úc mở rộng của mình, cô đã đi vào ngôi đền lịch sử của bộ môn quần vợt Úc nói riêng và tennis thế giới nói chung. Roger Federer, với 6 chức vô địch tại Úc mở rộng, tàu tốc hành cũng giữ kỷ lục 31 lần vào tới các trận chung kết Grand Slam, trong đó có 10 lần liên tiếp từ giải Wimbledon 2005 tới giải Mỹ mở rộng 2007. Roy Emerson là tay vợt nam đầu tiên giành được 12 Grand Slam. Anh giữ kỷ lục 6 danh hiệu đơn nam Úc mở rộng cho đến năm 2019. Emerson đã thắng 5 giải Úc mở rộng liên tiếp từ năm 1963 tới 1967. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ tin tức thể thao 24 giờ hàng ngày.